đó mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ lựa chọn lại bên nào và bỏ vào trong palette của mình. Palette cũ của mình là cái palette này thì nó khá là bẩn rồi ha, nãy mình vừa mới lau sơ sơ qua thôi, vẫn còn màu ở trên này nè ha. Thì bây giờ mình sẽ dời một số những cái màu nào mà mình thường dùng vào cái palette này. Hai cái này á, là mình mua cùng một đợt với nhau và mình xài cái này trước và sau đó thì mình giữ cái này lại, nhưng mà bây giờ nó cũng có đầy xước sơ sơ rồi nè. Mà nói về độ mới thì cái này nó vẫn mới hơn so với lại cái hồi nãy. Bây giờ thì mình đang phải xếp màu bỏ vào bên đây. Cái khay pha màu á, của cái này thì mình đang để những cái màu lẻ mà mình đang có nè, và hồi nữa mình sẽ để riêng ra. Và những cái màu này thì mới mốt mình sẽ custom nó lại thành một cái màu khác đi. Những cái màu này thật ra mình thấy nó hơi bị lẻ tẻ rồi, mình cũng không có sử dụng tới nữa. Và ở đây hôm nay mình sẽ làm một cái palette màu white night. Ở đây mình sẽ có màu white night nè. Mình đã làm cái chủ đề mà mình custom lại palette của mình rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là có một cái đó là khi mà mình dùng vào cái palette này thì nó có một số cái vấn đề, ví dụ như là nó không có một cái màu đỏ. Thật ra nhìn hai cái màu này là màu đỏ thôi, chứ thật ra nó là màu thiên về hồng và tím hồng. Thì các bạn mình không thích quá nhiều cái màu này lắm. Và một số màu trong này thì mình không có sử dụng đến, cho nên là hôm nay thì mình sẽ phải đổi lại những cái màu ở trong này. Và với lại những cái màu này, mình nghĩ là dù là nó là đổi lại thôi, nhưng mà mình sẽ cộng hai cái palette này vào trong hai cái bảng màu này của mình luôn, mà mình sẽ sử dụng song song cả hai cái. Bởi vì mình thấy là nếu như mà mình sử dụng một cái bảng màu thì cái này thì không đủ, hai cái bảng màu thì đều là của nhà Neva hết. Nhưng mà tuy nhiên một cái thì nó là từ cái bộ sô nét, một cái là từ cái dòng chính White Night, cho nên là mình sẽ phải chọn lựa ra. Bên cạnh đó thì trong cái hộp sô nét này nè, thì hiện tại mình đang để những cái màu của dòng Roman, và mình rất thích những màu dòng Roman này, cho nên là mình sẽ lấy lại một số cái màu của dòng Roman mình bỏ qua. Lúc trước thì mình đã bỏ ra rồi, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng lại những màu này. Ví dụ như là mình rất là thích màu xanh này ha, mình sẽ sử dụng lại. Còn nói về vệ sinh á, thì hôm nay mình không có vệ sinh màu như các bạn, bởi vì thật ra là với những cái màu nước đen như thế này thì mình vệ sinh cách mấy thì mốt nó cũng sẽ như vậy thôi, nhưng cũng không khá lên được. Có chăng là mình sẽ kiểu già qua một xíu, tại vì nó đang bị reset khá là nhiều, làm già cái phần này thôi. Chứ bên màu thì chắc là mình sẽ không có lau qua ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy những cái bên này ra khỏi cái palette của mình ha. Khi mà mình sử dụng thì mình cảm thấy là mình thích xài cái palette này hơn, kiểu cái palette bằng sắt như vậy nè. Mình thích xài những cái palette như thế này hơn là những cái palette mà nó bằng nhựa như thế này. Bởi vì cái bằng nhựa nó dính màu rồi nó sẽ ám màu vô, nó rất là khó chịu luôn. Đây là những cái dòng màu pastel của White Night nè. Ở trên lớp màu của mình nó bị reset á. Nhưng mà kiểu như là cái màu, cái palette này thì nó sẽ dễ vệ sinh hơn. Tuy nhiên nó sẽ bị một cái vấn đề khác, đó chính là nó bị reset á. Nó cũng không tốt lắm đâu. Màu của mình thì đang bị dán ăn các bạn. Các bạn thấy mấy con dán nó chạy cười cười. Dán ăn khiếp. White Night là một trong những cái màu mà mình sưu tập từ rất sớm, và đến bây giờ hiện tại thì mình vẫn đang xài sử dụng nó. Và một cái màu mà mình đã mua đi mua lại và cũng như là sưu tầm rất là nhiều, thì các bạn cũng hiểu là mình đánh giá nó khá là cao. Chỉ như vậy, mình không đánh giá cao nó về chất màu hay là về cái những cái màu sắc mà nó quá đặc biệt. Mình đánh giá cao nó là bởi vì cái màu của nó thông dụng, và cái gì thông dụng thì nó sẽ dễ sử dụng. Lại là nó theo dạng men đó các bạn, nó sẽ đỡ phải bóp ra cái tuyết màu như là những cái loại màu khác. Ví dụ như là thật ra mình cũng khá là thích Hobai hay là Sinhan hay là những cái dòng màu nước mà có dạng tuyết khác. Tuy nhiên nó bị một cái này là do nó là dạng tuyết, cho nên là mình đem đi thì nó sẽ hơi khó. Và nếu mà muốn sử dụng thì mình cần phải chiết nó ra cái bên màu, đúng không? Thì nó khá là rắc rối. Cho nên mà nói thì mình vẫn thích sử dụng bóc cách và cũng như là bên màu White Night hơn. Những cái màu nào mà mình xài rất là nhiều là các bạn dễ biết đó. Nó bị lõm xuống, và cái màu đó thì thường là đã sử dụng rất lâu, hoặc là cái màu rất đẹp cho nên là mình xài rất nhiều. Kiểu như vậy. Bên đây thì cái màu thì nó rất là dễ lấy ra rồi. Mình sẽ gỡ cái này ra trước ha. Ở bên đây thì chủ yếu là những cái màu lẻ hồi xưa mình sử dụng á. Có cái màu này nè, nếu như mà các bạn không sử dụng thì nó dễ bị dán ăn lắm nha. Những con dán, đây là cái món khoái khẩu của lũ dán luôn.
cảm thấy là những cái pocket thì nói chung là nó vẫn có vẻ như là nó kín hơn là những cái hộp này nha. Hoặc là do là mình pocket thì mình xài, có một số pocket thì mình xài nhiều hơn cho nên là nó đỡ hơn. Tuy nhiên là những cái quỷ này thì cái palette này nè thì nó không có kín, cái palette này còn không kín hơn nữa, tại vì cái khớp của nó không có được chặt. Những cái màu ở trong này nè thì là những cái màu từ cái tuyết màu của mình mà mình chiết ra, cho nên là đa số thì nó cũng sẽ là hoa bay. Nó cũng sẽ có một số là Michelo, cũng sẽ có một số từ White Night Tuyết. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa và chà hai cái này sơ qua một chút ha. Ok, thì mình vừa mới vệ sinh xong hai cái bảng màu này, cái khay đựng màu này của mình ha. Mình sẽ bỏ màu vô. Ở đây thì mình sẽ có màu nhũ, rồi màu pastel, rồi những màu cơ bản nữa. Nhiều màu lắm. Và mình sẽ cần phải dờ hết cái đống màu này đi chỗ khác. Sẽ bỏ nó vào một cái bọc. Vì thật ra là vài hôm nữa thì chắc là mình sẽ tận dụng lại những cái màu này để mình làm thành những cái màu mới. Vì thật ra là những cái màu này bây giờ thì không có sử dụng được nữa, bởi vì nó nham nhở hết rồi. Mình thì đang có mua rất là nhiều pen màu 1ml. Mình sẽ làm lại những cái màu này để mà bỏ vào đó, mình có thể làm một cái pocket khác cho mình từ những cái màu này. Mình nghĩ là lúc đó thì có lẽ là mình cũng gom được cỡ một cái bóc két màu vài chục bên nữa đó. Một màu đó mình sẽ lo những cái màu này ra để làm lại màu mới, gom chung với lại những cái màu mà mình còn lại để mà làm một cái két mới. Đợt mà mình lựa chọn lại bóc két thì mình làm lộn xộn hết cả hai cái màu rồi, giữa cả hai cái dòng sonet và cái dòng white night á, mình làm lộn xộn rồi, cho nên là một khi mình phân biệt được đâu là dòng white night, đâu là dòng sonet. Dĩ nhiên thì có một số cái band màu mà nó còn đầy quá thì mình biết là nó là của dòng sonet, còn một số thì là sẽ những cái màu nào mình xài đã vơi đi bớt thì nó thuộc dòng white night. Ok, cái này đi nha. Màu trắng thì thật ra là mình không có sử dụng á, mình cũng không biết là có nên bỏ vào đây không, nhưng mà thôi thích nghĩ là cứ bỏ vào đi cho nó đủ bộ, dù sao thì lúc nào mình vẽ cái bảng màu này thì mình sẽ gom hai cái palette này. Bây giờ mình sẽ bỏ màu vào lại trong cái hộp này ha. Sau này thì xin sử dụng thì sẽ xài cả hai cái hộp màu này. Giờ thì chắc là mình sẽ swatch màu ra để mà nhớ cái mã màu, vị trí màu ha.